thân anh đang đi tìm màu áo cưới cho em. Ô cay mắt mình lại buồn hay sao khi anh đã nguyện một đời yêu em. Dù cho men môi kia phai mờ, dù cho mắt xanh kia hững hờ, dù cho đắp khóc vội vàng, ta quen biết nhau khi là xuân, ta yêu biết bao nhiêu xa, và khi thu đến đây con bay xa. Vâng, xin chào anh Lê Quang Dương. Anh Lê Quang Dương, anh ở 18 ngõ 2, thôn Vân Sa 1, Tản Hồng, Ba Vì, Hà Nội. Ồ, chào anh Dương Đồng Hương. Em người Ba Vì đấy. Em vâng, hôm nay em rất là vinh dự khi được đưa một sản phẩm hỗ trợ với chúng ta hát karaoke, đưa về quê hương Ba Vì nhà mình. Anh Lê Quang Dương nhá. Vâng, sẽ có dịp em sẽ gặp anh, bởi vì anh mua rất là nhiều hàng bên công ty chúng em rồi. Anh có lấy bên chúng em một chiếc vang KM5FX. Và hôm nay anh lại tiếp tục lấy cho chúng em một đơn hàng nữa. Đó là một chiếc mic không dây mang thương hiệu WeWood, model là M8+. Và em đang test. Vâng, em vừa hát cái bài Chờ Đông, test cho anh nghe đấy. À, em xin giới thiệu sơ về cái dòng này. Dòng này thì là thương hiệu của Mỹ, được nhập mà. Và nói thật luôn là nó đặt nhà máy và trụ sở sản xuất bên Đài Loan và Trung Quốc. Và những cái hàng này chúng em nhập bên Đài Loan về và phân phối ra thị trường Việt Nam hiện nay. Mà em nhấn mạnh luôn là cái thương hiệu WeWood này chỉ có duy nhất bên công ty chúng em là đang phân phối độc quyền cái hãng này để đưa cái tên tuổi cái thương hiệu này ra. Dòng này thì nó sở hữu những cái thiết kế cực kỳ tinh tế và đẹp, và những cái đường nét hoàn thiện vô cùng sắc sảo. Được đây, như đơn anh nhìn như cái tay mic này. Tay mic thì bằng nhôm, vâng, hợp kim nhôm, được cắt bằng máy CNC rất là đẹp. Kể cả những cái củ mic này, củ mic bên trong thì IC mic thì nó sẽ là quả Japan sản xuất và nhập về lắp ráp, và đặc biệt nó còn được phủ nano, vâng, phủ nano ở trong cái màng, trong cái lưới bảo vệ củ mic này, và cái những cái lưới bảo vệ này được phủ nano nhá, được phủ nano để giúp chúng ta kháng khuẩn và chống ẩm mốc, về đảm bảo cái sức khỏe khi chúng ta sử dụng. Thì khi anh biết đấy, khi mà mình hát thì bao giờ mình cũng cái hiện tượng ẩm mốc là điều luôn luôn xảy ra. Nhưng khi nó những cái công nghệ này được đưa vào, tích hợp vào đây thì nó lại đảm bảo được cái kháng khuẩn và chống ẩm mốc, đảm bảo sức khỏe của mình. Và về cái đầu mic thì như anh thấy đấy, nó được hoàn thiện rất là đẹp về màn hình hai kênh. Con này sẽ là 2, 4, 6 số. 6 số này nó sẽ đảm bảo cho cái sóng của ta luôn ổn định, không bị rớt sóng. Kể cả chúng ta đi ra, em có những cái bài test đi ra khoảng 200-300 mét rồi, nó vẫn bắt sóng, vẫn khỏe, vẫn hát ca ngọt ngào, vẫn thu sóng tốt. Và đặc biệt con này thì nó có cái chế độ ngủ nhá, nó kiểu như là tự ngắt đấy. Và khi mà bỏ ra nó cảm biến nhiệt, nó chỉ tầm 3 giây là nó sẽ tự động ngắt, tự động cho trở về chế độ ngủ, không tiếp nhận tín hiệu nữa. Nó sẽ rất là tiết kiệm về nguồn năng lượng đấy. Và đặc biệt con này nó có cả những cái chế độ đây, nếu để như thế này thì nó sẽ là chế độ ngủ, nếu mà tầm chút em để tầm 3 giây không cảm biến được nhiệt nó sẽ tự động ngắt. Và đây em sẽ hướng dẫn anh cái cách mà anh tắt bỏ cái chế độ ngủ nhá, để nhiều trường hợp mà mình muốn sử dụng, mà khi mà mình để nó cách xa mà ta muốn nói cho nó bắt tiếng mic, ta không muốn động vào đây cái chế độ này, ta sẽ ấn và giữ
Tiếp vẫn cứ giữ nhá, vẫn cứ giữ. Giữ tiếp khoảng độ 15 20 giây. Đấy, khi này nó lên chữ off, off như thế này là có nghĩa là ta đang tắt bỏ cái chế độ ngủ rồi nhá. Có nghĩa ta bỏ ra, nó vẫn cứ tiếp tục đây. Em sẽ check cái máy quay lên. Em sẽ check cái máy quay lên thế này, đây để như thế này. Vâng, hiện tại bây giờ em đang tắt bỏ cái chế độ ngủ nhá. Chế độ này là để bao lâu nó vẫn cứ thế này, khi mà ta có tín hiệu nó vẫn nhận tín hiệu. Alo, alo. Alo. Em xin lỗi, em tắt hết cái này. Đấy. Alo, alo. Tiếp tục nhá. Em cái hiện tại đang tắt bỏ cái chế độ là tự động ngắt. Thì đây, em bỏ khoảng độ 20 giây rồi. Tầm này em đến vẫn cứ nhận tín hiệu nhá. Alo, alo. Vẫn nhận tín hiệu. Và giờ em lại tiếp tục em bật cái chế độ tự động ngủ đông của nó đi, tự động ngắt thì sẽ ra sao? Thì sẽ phải khoảng vài giây nó không cảm ứng. Đây. Nếu ta muốn tắt vào chế độ ta vẫn ấn tiếp. Đấy, hiện tại bây giờ là bật rồi đấy, đã bật chế độ rồi đấy. Và em sẽ để ra đây khoảng vài giây nó sẽ tự động ngắt. Đấy, tầm này nó sẽ tự động ngắt rồi đấy nhá. Alo, 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 alo. Không hề nhận tín hiệu. Alo. Đấy, công nghệ của nó như thế này để nó đảm bảo. Thứ nhất là tránh được cái trường hợp khi ta đánh rơi va chạm mic rơi xuống đất cách khoảng rơi khoảng chỉ gần giày tay ta khoảng 3 giây là nó sẽ tự động ngắt. Nó sẽ ngắt được cái tiếng khi mà mic rơi xuống, nó sẽ không gây ảnh hưởng bụp xẹt ra loa. Và đặc biệt là nó tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo về cái chất lượng. Đấy. Đấy, khi ta cầm vào nó cảm biến nhiệt thì bắt đầu nó lại tự động bật nguồn lên. Đấy, bỏ ra khoảng vài giây. 5, 4, 3, ấy, chưa kịp đến 4 nó đã tắt rồi. Đấy. Đấy, em giới thiệu sơ những cái tính năng rồi. Và giờ em sẽ lại tiếp tục hát tiếp một bài nữa để cho... Máy tính em nó đang đơ. Thôi rồi, em cũng đã hát rồi và giới thiệu rồi. Giờ em sẽ đóng hàng gửi cho anh. Và sau cái video này, nếu như các bác nào có theo dõi kênh của chúng em mà có nhu cầu về các dòng mic cao cấp thì bên em đang phân phối những cái dòng WeWood này, những cái dòng mic cao cấp như là SD68, SD69 và M8 cộng đây. Bên chúng em đang phân phối rất là nhiều. Và đặc biệt cái dịp này sẽ được hãng tri ân giá giảm xuống rất là sâu để cho các bác tiếp cận được những cái dòng mic cao cấp, đỡ phải mua những cái dòng mic như những cái dòng mic phổ thông trên thị trường hiện nay đắt mà kém chất lượng, không đảm bảo về sức khỏe và lại tiêu hao nhiên liệu. Và đặc biệt là tiếng nó không hay, nó không dày, không dạ. Và các bác đang theo dõi video này, nếu chưa đăng ký kênh của chúng em thì hãy bấm subscribe hay là đăng ký và ấn chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những cái sản phẩm mới về bên chúng em. Em làm video em lên giới thiệu cho các bác để cho các bác thêm được những cái kiến thức cũng như là biết về thông số kỹ thuật hay là giá của từng sản phẩm, để các bác có mua những cái đơn vị khác nó cũng đỡ bị hớ hay là nọ kia theo những kiểu anh em đi chợ hay nói hay mua những dòng đắt quá hay là kém chất lượng. Vâng, em xin phép chào tạm biệt các bác ạ.